Hello, chào mọi người ha. Thì hôm nay mình đi Eden, mình mua về. Mình mua bún bò cho mình và anh Leo thì ăn bún cá. Thì hôm nay cơm chiều của mình là ăn bún ha. Thì mình có mua một xíu măng chua, giò thủ, rồi chả Huế nữa, chấm với lại muối tiêu chanh ha. Hồi này thì nó có mắm tôm nữa, mình ăn cái này thì Leo ăn cái món này. Chỗ này thì bán cũng khá ngon ở ngoài Eden á. Thì nay mời mọi người ăn cơm, mời cả nhà ăn cơm nha. Giống như mình đang ở Việt Nam vậy đó. Leo đói bụng nè, nhìn mặt Leo nè. Xin chào Leo. Ok, enjoy đã lên. Enjoy. Đây, chào mọi người ha. Bây giờ mình với Leo ăn bún rồi mọi người ơi. Xích vô cho mọi người nhìn thấy rõ cùng hai đứa mình ăn bún nha. Có dĩa rau nè. Thật sự người ta bán không có rau muống đâu. Nhưng mà mình mua rau muống á. Tại vì mình khá là thèm Muốn à, rau muốn muống. à. Mình rất là thèm rau muống. Nên mà ăn bún mà không có rau muống nó nhìn nó lắng nhắt à, nó không có ngon, nên nên mình ăn. Hey, either way, as long as you get people voting in the yeah, as long as you get people voting. I'm just sitting down to eat. It works. I'm just interested in seeing whether or not you'd be interested and available to do Arizona this year. Fantastic. I'll give you more details when we talk on Wednesday. Okay. All right. Thanks, Don. Who's that? Don's in Arizona. Arizona. I don't hear about him. And I hadn't talked with him in a long time. Does he? He's your friend? He used to work for me, yeah. He worked for you? Yeah. That's mean he collector. Yeah. Turn it back on. Ok, sao thế? Mời mọi người ăn bún nha. Mình ăn bún bò, Leo ăn bún cá. Leo ăn bún cá Kiên Giang. Thì cái chỗ đó bán cá. Are you recording or not recording? Recording nè. You're recording? Yeah. Yeah. Bán cá nó rất là nhiều. Rồi mua cái chảo Huế này là bỏ vô nữa. Ăn đúng là đặc biệt luôn nè mọi người. Thèm quá. You want to try this one? Ngon. Ngon quá trời ngon. What is it? I've had this before. Yeah. Cái đó mình không biết kêu bằng gì. Cái này cũng không biết kêu bằng gì luôn. Cái này cũng biết kêu bằng gì luôn. Dốt tiếng Anh quá mọi người. Ai biết thì nói giùm mình ha. Please help me. Thank you. Thật sự mình ghét mấy cái kiểu hộp mình mở không bao giờ ra. Mở cái này là ớt sa tế mình tự làm á mọi người, để dành có mà ăn, nhất là ăn bún nè, có ớt sa tế nó ngon. Đói bụng quá trời đói bụng. À, không biết Leo thích ăn bún không. Do you like nữa đứa bé đó, nó nói thế. Mình hỏi anh ăn bún không, mình hỏi anh ăn ngon không, không thì nó đỡ hơn là không có ăn, nó bụng thấy bà luôn. Mà tự nhiên mình thấy ăn bún ở chỗ đó bán bún bún mắm nữa, bữa nào mình sẽ mua cho Leo ăn bún mắm mà mọi người. Bún mắm nó khá là ngon, bún mắm cực kỳ ngon, mình thấy ngon. Tại vì có hơn một năm mấy nay mình mới được ăn bún mắm lại, thấy ngon quá trời ngon. Mà tự nhiên nay mình đổ nước á, mình đổ cho Leo bún cá, đáng lẽ bún nhỏ này nè nè mọi người. Nè, cái đáng lẽ là bún nhỏ, bún lớn thì cho bún nhỏ cho Leo, bún lớn cho mình đổ ngược rồi kìa, mình cho anh ăn bún bự luôn. I got Ok, fish. fish, cá, Cá. I got cá. Cá cá, and noodles. bún. 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 Cá and bún. Oh, by the way. Xin chào các bạn. Go too late. Oh, too late. All right, howdy then. Yeah. Các bạn ăn cơm chưa? Mà mọi người ăn bún nha, mình thèm quá trời. Mình mua thêm bún rau muống về mình bào á, mua 5 đồng rau muống. Ăn phải có bún mọi người.
How it says. Cái này là kêu là gì mọi người? Kêu chả Huế á. Tiếng Anh kêu là gì không biết luôn. Phải nói là nó ngon. So, at dinner, we should say, how was your day today, dear? Did you work hard? I worked really hard. And you too? Oh. Oh, yes. I worked so hard today. Build up a big sweat. Stink. Oh, I stink so anh hard. I work so hard. Giờ là giờ ăn rồi. Cả ngày làm vất vả không? Next time I buy for you a small chair. Look, your hat. Small chair. I can see your hat. Good. Hey, I got a haircut. Look, handsome guy. Đẹp trai quá à. Oh, handsome guy. Đẹp trai quá à, cưng quá à. Cưng anh quá à. Thì ngày hôm qua mình đi ra chị Thảo cắt tóc nè mọi người. Thì mình đã có làm cái clip về cái tóc á. Thật sự chị Thảo cắt tóc rất là đẹp nè mọi người. Nhìn mình khác không? Cái mái tóc mình nó khác không? Oh yeah, she looks so beautiful. Anh nói là nhìn cái tóc mình nay đẹp quá à. No, because her Thảo, she in a stylist, huh? She stylist. Sure, yeah. Did you post that one about you getting your hair colored and cut and trimmed and pretty? No? I will. I have no time, darling. Anh hỏi là mình có post lên là về là mình đi lại đó cắt tóc với tiệm chị Thảo không? Mình nói là có cắt. Có, từ từ mới post lên, không có thời gian. Bận I went to see my Korean lady. Leo là anh cắt tóc cho của chỗ người Hàn á. Mình kêu là lại chị Thảo cắt tóc ủng hộ đi. Một, hai à. Đi cắt lại bà Hàn đó là, bà là người yêu của Leo á. How many years you cut? 3 years. 3-4 years. 3-4 years. Same lady. Mm-hmm. She cut my hair. When she cuts my hair, she rubs up against me. No, go there anymore. If you go, I cut you. You won't. She does. Me. She's very professional. Oh, really? Gina, yeah. For that haircut, I have to pay her like $60. Anh nói là cái chị đó cắt tóc rất là đẹp và anh đã cắt 3-4 năm rồi. Nên là vừa cắt tóc mà chị đó còn vừa đấm lưng cho ảnh rồi nữa nên ảnh thích lắm. Mình nói là cấm ảnh không được lại đó hết nữa là mình sẽ cắt. Cắt what? My hair, you cut my hair. No, this one, what is it? I teach you how to say this work. I have no idea what she's talking about. No, you know no, that. I know that, but I'm not going to say that. Why not? You learn Vietnamese, I teach you when you say a gossip about Bua Bilbo from China. What name of that gossip? She wants to talk about coolies, and I'm not going to talk about my cool. I don't care about... You talk about cooling. I want a way to remember the work, you know? Yeah. So you know that? What name? You want try this one? No. You have. Yeah, I do. What you want? You want? I want to give you a hard time. Nói chung nhiều khi mình giỡn giỡn thôi mọi người không? Anh cũng giỡn hả? Bún mắm ngon hơn. Bữa sau mình dẫn Leo lại quán đó, mình review lại cho mọi người coi cái quán đó. Ai ở gần Eden thì sẽ ăn.
What now? Nothing. You gonna dump that in my lap? No. Leo không ăn ớt. Ăn bún tắc. Kính thưa các loại bún là phải có See, I can take this, dip it in Dạ. there. Phải có phải có ga mọi người, mình đói bụng quá. I did not have lunch today. Là nói là không có ăn Did trưa. not have breakfast today. Anh không có ăn sáng luôn. So this is breakfast, lunch, and dinner. And thế là bữa ăn này nó là bữa ăn sáng, ăn trưa và ăn tối luôn. So you want kill yourself soon or you want try hard to lose Maybe I kill myself soon. weight? Ảnh kiên trì dạng ảnh muốn giảm cân á. Tớ linh one day we can go, if we have time we can go to gym together as we can. You can work a little bit, you know, in machine. Oh, you mean we're not going to go and visit some total stranger again? Where I sit and watch you two talk Vietnamese Leo, and I just sit there? Leo, set up it. Set up and eat. I'm just teasing. It's nice to meet your friends. Yeah, they're really good. A lot of people. Mọi người ai mà muốn gặp mình cứ liên hệ số điện thoại nghe nhắn tin cho mình nha, mình tới gặp mọi người hết. Nếu mọi người dễ thương và ai cũng thích And thích Leo. every now and then I can catch a word or two. Bắt mình. Bắt mình. Every now and then I hear, listen, I understand. Yeah, you miss my people. À, tao nói khi mình đi gặp bạn That's á, good. mình gặp chị Thảo, gặp chị Yến, gặp Nhung hay là gặp chị Trang rồi, gặp chị Thủy rồi á, là khi mình nghe nói chuyện, mình nói chuyện, anh sẽ nghe được tiếng Việt nhiều hơn, anh sẽ nói, anh nghe được cái từ đó. But That's good for you to learn to know more English, know more Vietnamese. Mình nói cái đó là tốt để cho anh học được tiếng tiếng Việt của mình. I don't want this one anymore. Yeah. Anh ăn được này. Oh, look this one. Look. Oh, good. Don't cut that. Good. I good. That's good. Why not? Good. You're gonna get too much practice. You're gonna. I should to buy more and go and I rock this. How can cut good, you know? Good, good. Eat. Yeah, I'd like to see you eat that sausage. Sausage. I'm not gonna let sausage. Xúc xích. So I know this is gonna good your sausage. Yeah. And Texas, be deep throat. Different with your sausage. This one different with your hot dog, right? Similar, yeah, but different. Ngon quá mọi người. Ăn cái này là có bún lâu rồi mình họ thèm, mà bún mà phải có gao, dĩa gao rồi nè. Giờ còn ăn được. Cái mùa hè hết rồi muốn. Mình mua 5 đồng giờ mình bào mình ăn hai phát sạch. Ở đây chỉ có giá với bắp cải thôi. Không có còn muốn không. Deep, deep throat. I'm glad sometimes there's a different culture. And you don't understand what I'm saying. That's And good. me too, you too. You don't understand what I say. Good. Sometimes yesterday I have a video about we have sandwich. You don't know what the way I say it. I do everything. But soon I can understand well. Anh nói
tụi mình khác nhau về văn hóa, khác nhau về ngôn ngữ. Nên có nhiều khi anh nói á, là cái từ đó mà mình nghe mình không có hiểu, mình nghe mình lơ lơ, nghĩa sao hiểu, tiếng Anh bình thường không hiểu nữa. Nói sâu sắc thì không hiểu. Mình chủ yếu phái không muốn mọi người. Hiện cái mình là đạo gao luôn á. I have no idea what she says. I say I really like Reggie. But I think I really like Reggie, but I love you. I love you so much. I love you so big. I don't want to get sick. Ah, but I know you're small. But I love you so big. Do you know that? I'm going to be sick. Why not? Someone told me I need to serve sweet with a little. I try to do that. You like that? You do everything everybody tells you? No, but just do if you like. You don't do anything I tell you to do. What? What do you tell me? Anyway, it's okay. But you just know I love you. And I love you too, dear. Can you tell? I know you love me. Mọi người chỉ mình á là phải nói chuyện ngọt ngào với Leo, nói thương Leo, nói tình cảm với Leo nhiều. Anh nói mình nói kiểu đó, anh muốn bệnh luôn vậy đó. Anh nghe anh muốn bệnh luôn vậy đó. Và xong anh cũng lớp mình mà anh cũng yêu mình mà. Mọi người giống như cái bộ phim mà Giant and Tiny, right? Nên giống như anh nắm cho mình ở trong lòng bàn tay vậy, lung qua lung lại cái bộ phim mà not Lion and Tiny, Giant and Tiny. I saw some movie about the big giant. They usually take care and protect tiny, you know. I think that the book, the movie, I don't know, I forgot. Với cái bộ phim nào mà có con gì nó bự, nó bảo vệ mà. Con gì nhỏ nhỏ không biết. What? Figure it out. Mọi người, Leo đang dòm đồng hồ, anh dòm có mấy giờ rồi để đừng quay nữa. Anh nói ngưng đi, đừng quay nữa, lo ăn rồi. So you mimic me, so you skip breakfast, you skip lunch, right? You won't mimic me, but you feel better. You skip, you should drink some milk or something, you know. It really bad, not good for your health. And you really hungry when you hungry, not good. Nói chung là anh muốn vậy. I love you so much. I love you so much, dear. You know, you are my sunshine. My only sunshine. I need to go throw up. Bullshit. That's what you were feeding me. Mm-hmm. She was feeding me lots of bullshit. I know better. No. That means I sing a song. No, I mean all day long. What? Talk on the phone, Vietnamese. All day long. Talk on the phone, Vietnamese. All day long. Touch on the computer, Vietnamese. Only time I get to hear English out of her. Sitting right here, right now. And that's the truth. Sorry, dear. Sorry, dear. I'm sorry. Anh nói tới ngày mình ở miền Nam, mình nói chuyện với mấy người bạn Việt Nam, mình chat chiếc với người bạn Việt Nam rồi mà. Mình không nói gì tới ảnh hết trơn. Oh, you busy for TV, I'm busy for YouTube, right? Cái này ngon mọi người. Is this supposed to wiggle? Yeah.
wiggle in the No. soup? That's thumb. This. Worm. Worm, hả? It's Worm. swimming in the soup. Mấy cái con bướm bự bự á, anh nói là nó giống như là nó đang bơi trong trong nước kìa. Look, he's doing the backstroke. You want me to do the breaststroke? No. You know the breaststroke? No. Dylan, I'm not good at English. You know that. Anh muốn nói gì em mở câu chuyện của anh mình đâu có biết tiếng Anh đâu mình hiểu. I do the A breaststroke. B. You're a bit bigger than mine. I don't know what happened. This was, sorry, this was. What? Ăn mà nói dăng tùm lum mọi người đấy. Nuốt hết nói mới được nha. Okay. Ừ? 20 minutes. Okay, you say. You can say. Tạm biệt. Các bạn. Happy trails to you. Now you say good. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại. Hang up fly. Hang up lại. Hang and fly. No. Hẹn. Hang. Gặp. Gặp. Lại. Lại. Hang up fly. Hang up lại. What does that mean? See you again. Oh, happy trails. Oh, English, that easy for you, right? Yeah. That's why I talk on the phone. Vietnamese easy for me too. Nighty night, everybody. Ok mọi người ha, thì đây là bữa cơm chiều của mình với Leo á, là hai đứa mình không có ăn gì hết. You See, can. My it's all gone. You can enjoy them. They like you when you enjoy when Vietnamese I food. Slurp my soup. Yeah, they don't care. They don't care. Mm-hmm. You turn it off and I slurp my soup. Ok. Ở nói là để cho anh hấp nước. Mình nói thì mọi người không sao đâu. Ok, mình tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại ha. Bữa nay là mình ăn bún. Hẹn gặp lại mọi người. Cảm ơn mọi người coi video. Coi tóc mình có đẹp không ha? Điệu quá nè. Bye bye mọi người.